thấy cười cười tươi tươi may là khá hơn chút rồi. Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con được nhiều ơn lắm mà nếu như con làm chứng thì tới 3 ngày cũng hết, nhưng mà giờ thôi con chỉ xin là 3 phút thôi. Dạ ơn thứ nhất gần đây là con gái con hôm Noel là bị bệnh viêm tủy và bị sốt huyết nang, rồi với lại bị xoắn ruột, mà bác sĩ ở Bà Rịa thì kêu là bị ruột thừa, đòi cho nên mổ. Rồi con mới nói con gái là chị đưa lên nuôi ở trên viện thì con ở nhà, thì con gái chị mới điện về bảo là mẹ ơi, bác sĩ nói là chủ đoán là ruột thừa cho nên mổ. Cái con mới bảo chứ vậy bây giờ đã 100% chưa mà mổ, em nó yếu lắm, nếu mà mổ thì em nó chết thì sao, bây giờ xin CT 100% đi để hãng mổ. Vậy xong rồi con gái con mới kêu bác sĩ trưởng khoa là CT lại, thì 9 giờ sáng con gái con điện về bảo là mẹ ơi em nó xoắn ruột. Vậy cái con bảo đấy mẹ cầu. Dạ rồi xong rồi trong ba cái bệnh nặng đấy thì ở chợ ở khu xóm tất cả anh em dòng họ đôi bên thì cứ bảo chứ con gái nó như vậy mà không đưa đi thành phố thì để ở cái Bà Rịa thì nó chết làm sao. Con bảo chứ bây giờ nhà nghèo lắm mà không có tiền đưa đi thành phố, mà bây giờ thôi để ở Bà Rịa chữa theo bảo hiểm đi chứ giờ nhà tiền đâu mà mang em đi. Vậy xong rồi con nằm bệnh viện được 10 ngày thì con nó về một tháng sau nó đi làm bình thường, nó khỏe cứ ngày nào nửa đêm nửa hôm con nên con tham gia con khóc lóc với Chúa nè. Chúa ơi giờ một nách con nuôi 4 đứa con mà nhà con nghèo lắm, con không biết lấy tiền đâu con nuôi con, thì xin Chúa cũng cứu chữa gia đình con, phù hộ cho con. Rồi ơn nữa là Hallelujah. Có lên Hallelujah. Hallelujah. Dạ con xin nói là ơn thứ hai nữa là hôm tháng 7 vừa rồi á, là con đi bệnh viện ung bướu á, là nói con là ở bên ngực trái này là 5 cục bướu, ở bên ngực phải này là 3 cục bướu, cho con uống 3 tháng. Tất cả mấy cục? Dạ tất cả là hai bên là 8 cục, rồi kê cho con uống 3 tháng thuốc. Thì cái con bảo chứ 3 tháng cái toa tới 1 triệu mấy 2 triệu, con có tiền con uống có nửa toa thôi. Cái con thấy hết đau rồi, cái là con không có đi khám nữa, rồi từ đó thì con hết luôn. Rồi con tất sao mẹ đi tái khám rồi có còn không? Con bảo chứ Chúa. Hallelujah. Dạ con ơn nữa thì con nói là con nhiều lắm nhưng mà con nói ít thôi. Dạ là con gái của con là bây giờ nó cũng ở đằng sau đây mà nó ngại nó không lên hết cha. Dạ con là cũng nhiều thứ bệnh lắm, mà nó thì có hơn 1 tuổi thì ba nó mất, rồi xong nó bị không biết là cũng như là ma làm hay là cái gì đấy mà nó cứ không ngủ, xong rồi nó cứ nhảy cùng cầu nên nó la hét. Nó cứ nhảy tưng tưng lên, cứ ngồi đâu nó ngủ gật đó. Cái đến khi con bắt nó nằm xuống thì cái đầu là nó lại nhảy gầm lên, nó gào hét, nó không chịu ngủ mà mấy tháng trời vậy. Cái con đi lên đài Đức Mẹ Ban Ơn bên Phước Tỉnh á, con khấn con kêu xin con dâng lên cho Đức Mẹ, thì là được Chúa Đức Mẹ cũng cứu con, chứ nhà con thì nghèo lắm mà con chẳng biết lấy tiền đâu con chữa cho con một mình con nuôi 4 đứa con, mà con lúc nào con cũng kêu khóc với Chúa nè. Con tên gì con? Hà Vy. Hả? Vy. Con tên gì? Hà Vy. Con tên là gì? Con tên là Thảo Vy. Thảo Vy mấy tuổi? 11. Thảo Vy mấy tuổi? Con 11 tuổi. Nói có đầu có đuôi đâu, chỉ là mình lớn rồi còn bé, đâu 11 tuổi rồi hỏi có đầu có đuôi. Con học lớp mấy? Con học lớp 6. Rồi, về con hết bệnh chưa? Dạ. Khỏe chưa? Hallelujah. Đây tôi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nhé. Đây con, máy 365 bài giảng. Rồi đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cái quạt 105 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Rồi cho bà cụ lên tội nghiệp bà, nãy giờ bà cứ
tìm mọi cách và lủi lủi.